Bít này cả nhà, bít ngon không? Bẻ này ra. Tùy theo cả nhà nha, cả nhà muốn thích để to thì để nguyên múi, còn không thích thì mình cắt nhỏ ra, nhỏ cho vừa ăn. Đây mình chỉ lấy hột ra thôi. Mình cắt, cắt phía sau này cắt tới luôn cho nó dễ. Đó, cắt phía sau đây này. Như mình là cắt cỡ này là vừa ăn cả nhà. Đây. Mình muối chua mà nó ngon hay dở là phụ thuộc vào mít nha. Cả nhà lựa ra mít nào mà chín cay á. Chứ không phải mít người ta giấu đâu. Chín cay mà ngọt thơm ngon thì khi đó mình muối nó mới ngon được. Cái mít dở là mình muối chua nó sẽ dở nha. Đây cả nhà thấy không? Mình đã cắt xong rồi nè. Một tô luôn cả nhà. Một tô như này thường thường mình làm mình bỏ 2 muỗng múc canh muối nha cả nhà. Một tô này nè. Muối. Múc canh đầy lên nha cả nhà nha, 2 muỗng. Bây giờ mình trộn đều cả nhà nha. Trộn đều cho cái muối thấm vô trong mít á. Mình trộn đều, mình đừng có bóp cái mít nó dập. Mít nó dập mình muối sẽ nó không ngon cả nhà. Rồi bây giờ mình thử ha, mình lấy một muối mình thử nha cả nhà nha. Mình lấy một muối mình ăn thử xem. Vừa rồi cả nhà. Hơi mặn mặn trong miệng mình là vừa. Đừng có mặn lắm cả nhà nha. Mình bóp mạnh quá mít nó sẽ mềm ra nó. Khi mình muối sẽ không được ngon cả nhà nha. Mình trộn cho thấm thôi. Mình đậy lại. Cỡ khoảng 10 phút nha cả nhà. Cho mít thấm muối đã nha. Rồi được 10 phút rồi đó cả nhà. Đây ớt cả nhà. Ớt sau khi mình làm mình rửa sạch sẽ mình để ráo nước rồi. Giờ mình đổ chung vô luôn nha. Sau khi mít đã thấm muối rồi, bây giờ mình trộn với ớt nha cả nhà. Bây giờ mình bỏ qua thảo nha. Bây giờ mình bỏ hết mít lên. Mình để chặt đây cả nhà. Để xuống. Đó, để mạnh xuống. Mình bỏ nước lọc cũng được cả nhà ha. Nước lọc trong thùng cũng được, nước lọc trong chai cũng được. Mà tốt nhất á là nước nước mưa này cả nhà. Mình có nước mưa này. Nước mưa mình hứng mà để dành này. Có nước mưa thì càng tốt. Còn không mà cả nhà nấu nước sôi để nguội nha. Mình thì có nước mưa. Đây, nước mưa. Giờ mình đổ vô nha. Đổ đầy ngập mít luôn nha cả nhà.
còn đây là chuối. Để cho ớt với mít nó khỏi trồi lên, nó khỏi bị đen. Bây giờ mình để khoảng 2 ngày sau cả nhà nhé. 2 ngày sau rồi mình khui thử. Nếu mà mình nếm mình thấy chua là ăn được rồi đó cả nhà. Và cái thảo này mình đem mình bỏ trong ngăn lạnh nha. Ngăn lạnh của tủ lạnh á. Mình để ngăn lạnh á, chừng nào ăn thì mình đem ra mình gấp ra. Mình nấu canh hay mình xào làm gì cũng được nha cả nhà. Rồi bây giờ mình đem cất lại nha. Rồi mình bỏ trong tủ rồi. Khoảng cỡ 2 ngày sau mình mới đem ra nha. 2 ngày sau mình lấy xuống mình ăn thử như thế nào cả nhà nha. Rồi. Rồi bây giờ mình khui thử nha. Wow. Giờ mình gấp ra nha cả nhà. Rồi giờ mình đậy lại. Rồi giờ mình đem này mình bỏ trong ngăn của ngăn lạnh nha. Ngăn lạnh của tủ lạnh nha, để không phải ngăn đá đâu. Để dành ăn từ từ nha cả nhà. Đây cả nhà thấy hấp dẫn không? Mít này giờ mình rửa sơ lại nha cả nhà, tại vì mình muối sợ mặn nó. Chứ còn mình nấu canh thì không cần rửa đâu nha. Nấu canh là bỏ vô nấu luôn. Giờ mình rửa sơ lại. Mít này mình đã làm sạch sẽ rồi. Ớt muối chung với mít đây để tí nữa mình ăn bên ngoài nha cả nhà. Chứ không có bỏ xào chung trong này không. Xào chung trong này nè ớt nó sẽ không được ngon. Ớt này để mình muối để ăn sống bên ngoài thôi. Xào này cho dầu nhiều tí mới ngon nha cả nhà. Mà đừng nhiều quá nha. Dầu phụng. Này sao dầu phụng là ngon nhất. Dầu phụng nóng rồi thì mình bỏ hành tím vô. Ớt nha cả nhà. Cả nhà ăn ớt không được đừng có bỏ nha. Còn mình thì ăn cay quen rồi. Ớt. Mít cả nhà, bỏ vô. Nêm vào đây một muỗng cà phê bột ngọt. Muỗng xì dầu, một muỗng nước mắm. Mít này phải có nước mắm mới ngon nha cả nhà. Nêm cho vừa ăn cả nhà nha, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Có người thì thích ăn mặn, có người thì thích ăn lạc. Mình thì ăn ớt cho tiêu, mình không có ăn được nên mình không có bỏ tiêu. Tiêu với ớt vô nó chống nóng á. Ớt thì mình ăn bình thường không sao hết. Giờ mà có tiêu vô là nóng khiếp luôn cả nhà. Xào này không có bỏ đường cả nhà nha, tại vì mít nó ngọt sẵn rồi. Mình muốn để cái mít ngọt tự nhiên. Xào cho cái mít nó khô khô lại là được nha cả nhà. Mình thấy nó khô lại này, khô nước lại luôn là được. Rồi được rồi cả nhà ơi.
mình xào quả thì nó bảy cái mít ra. Rồi mình múc ra. Hấp dẫn không cả nhà. Đấy, mít muối chua mình đã xào xong rồi nha. Giờ bỏ lên này mà mấy trái ớt mà mình muối hồi nãy á. Hello, xin chào cả nhà. Đây cả nhà, mít muối chua mình đã xào xong rồi này. Hấp dẫn không cả nhà? Xin mời cả nhà dùng cơm trưa với mình nha. Món ăn rất bình dân. Để mình ăn thử cái món mít muối chua như thế nào nha cả nhà. Mít vô. Thêm nữa ăn cho nó đã. Xin mời cả nhà dùng cơm mình nha. Mít muối chua cả nhà, mình ăn mình nó cảm nhận được ngọt của mít này, chua này, thơm của mít này, cay của ớt hiểm, béo của dầu phộng, xì dầu và nước mắm, nó quyện chung trong cái mít đó cả nhà, ăn rất là miệng ngon lắm cả nhà, chua chua ngọt ngọt, cay mặn mặn. Mít chín muối này á, ăn nó sơ ngon hơn á, sơ dai dai ngon hơn. Ăn thử cái ớt cái muối với mít như thế nào cả nhà. Thơm, thơm mùi mít. Ớt ngâm mít thơm mùi mít. Ớt vừa chua. Mít chua rồi chứ ớt chưa. Cơm rồi cả nhà. Mình ăn một nửa rồi, mình chưa một nửa lại để dành chiều mình ăn cơm. Hôm nay mình làm món mít chín muối chua xào xì dầu. Đến đây đã kết thúc. Xin tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video mới nhất nha. Bye bye.